chàng trai mải mê chụp hình quay video cho cô gái đứng tạo dáng cạnh chiếc mô tô phần khối lớn. Dù đứng ở ngoài đường quay phim chụp hình, nhưng cặp đôi không hề để ý mọi thứ xung quanh. Và đương nhiên, cũng chính thời khắc này, tên cướp nhắm trúng mục tiêu. Trong lúc anh chàng đang ở tư thế ngồi xổm để quá thân thành thợ chụp hình, đối tượng áp sát và giật chiếc điện thoại rời đi. Toàn bộ ví dụ diễn ra chóng vánh, khiến khổ chủ chưng hửng vì chưa hiểu chuyện xui xẻo gì vừa ập đến. Xem video, nhiều người thương khổ chủ nhưng biết làm sao bây giờ. Cứ tưởng những tình huống như vừa rồi chỉ có trên mạng, được dàn dựng rồi quay lại để cảnh báo người dân, nào ngờ. Cũng vì mải mê bấm điện thoại, không biết trời trăng mây nước gì, kể cả sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt mà người đàn ông sau đây suýt nhận về bài học nhớ đời. Cũng may là mọi thứ xoay chuyển tình thế nhờ sự xuất hiện của những người đặc biệt. Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ xử lý hai đối tượng Nguyễn Trần Hoàng Thanh, 35 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Khoa, 29 tuổi, quê Bình Thuận về hành vi cướp giật tài sản. Vụ việc xảy ra vào sáng nay, người đàn ông đang đứng bấm điện thoại trước cửa nhà ở phường Chánh Nghĩa thì bất ngờ bị hai thanh niên chở nhau trên xe Exciter áp sát giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Lúc này nạn nhân đuổi theo, nắm vào đuôi xe khiến hai đối tượng loạn choạng. Một người thân ở trong nhà phát hiện vụ việc nên chạy ra đạp ngã xe khiến hai đối tượng bỏ phương tiện chạy bộ thoát thân. May mắn thượng úy Huỳnh Dương Trà, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương đang đi trên đường nghe hô cướp liền đuổi theo. Sau một lúc rượt đuổi chạy vòng vòng qua nhiều tuyến đường trong khu dân cư Chánh Nghĩa, thượng úy Trà cùng người dân tóm gọn được cả hai đối tượng. Ví dụ của hai đối tượng sau đây thì nhắm đến cây cảnh. Đạo chết chịu chơi tới mức đầu tư hãng ô tô để làm một mẹ lợn. Mỗi lần ra tay, cả hai lựa chọn thời điểm đêm hôm khuya vắng, gắn biển số giả để tiện bề hành sự. Mọi thứ đều chu toàn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được lưới trời. Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mạnh, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và Phạm Văn Lợi, trú huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Trước đó, trên địa bàn huyện Nam Trực liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp cây cảnh vào ban đêm. Đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, ít để lại dấu vết ở hiện trường, gây hoang mang lo lắng cho người dân. Chỉ sau một ngày xác lập chuyên án, các trinh sát bắt giữ hai đối tượng gây án là Mạnh và Lợi. Cả hai khai nhận chỉ trong đêm 29 tháng 8, sử dụng xe tải gắn biển số giả, đóng vai người đi mua cây. Khi thấy nhà vắng chủ, liền bưng cây lên xe rồi tẩu thoát. Tổng cộng, Mạnh và Lợi trộm được 9 cây cảnh có giá trị gần 100 triệu đồng của 6 hộ dân trên địa bàn.